Và số 7 Hà Nam, Hà Nội. Và đi đi Sài Gòn. Hai thằng nhấp nhô. Rồi kệ tụi nó. Hai thằng nhấp nhô. Thu báo về hội nhập mạng quốc tế Việt Nam. Không nhận được nếu bác có đi được thế nào. Do Bộ Thương mại chủ trì. Bây giờ cố gắng ba. Tám ba nữa là không. Nếu mà ba làm nhô là ba làm thượng thượng thọ đấy. Nếu bác sẽ ăn đồ thượng thượng thọ đấy. Ờ, có cái áo lịch của anh ấy. Tinh thần sảng khoái lên cái bước những cái linh là cứ đi cứ đứng trước cơ nhiều cái là bố ơi nhiều cái là bố ơi bố đây đây bố bố nhiều cái là cháu tổ hợp đây ngồi gần chị tình như thế này hả. Bây giờ thì nói chung là cũng đang bắt đầu là cái chiến dịch đấy. Nhưng mà cháu nghĩ làm sao mà có thể là giải phóng được bằng bằng giải phóng được bằng toàn bạc tỷ ở đấy. Khách sạn ở Thái Lan. Không, mà cái chân lên không toàn bộ là cái mặt đề nguy hiểm của cái chỗ này. Khách sạn mặt đề rồi. Nhưng mà nhà nào cũng nào đào điểm không? Đào điểm không? Cái hôm qua, cái gì nó quay cái chỗ như thế. Đấy. Quay theo. Cái chồng bà. À đây rồi bà, bà vào đây. Dạ. Xong chưa đủ cả chưa? Bài hỏi đi dâu các bạn có kết quả sử dụng mày á. Thích về chưa? Thích được thoại. Vợ chồng quanh xong là chứng bức chứng đến để mừng thương thọ thai phụ. Thế để bác bác ở đây. Bác ở đây. Bác ở đây. Bác nhưng mà nguồn gốc nghe là ông này từ đâu đấy, nói được nguồn gốc. Tôi chỉ gặp ở đây tôi là tôi chỉ còn thì không được rẻ. Tôi là anh em qua nhà mấy chục năm rồi. Ông bà cũng chủ tịch mặt trận điện tử điện không, là hai ông bắt tay nhau mới xứng đáng rồi. Một ông ở thành phố, một ông ở huyện, thế còn chúng ta ngồi chứng kiến. Đây là anh em, anh em đi cả rồi, có cái gì cả vui đấy, vui đấy anh em với nhau quan nhất tuần với gì tôi không biết chào về cái bộ đề một đợt này là các anh chị là ở nhà cả đấy, ta đây là một sửa hồi cái này đông đủ cả về mất cái phần này phần đấy kia là to sáng nay ăn cơm thì mọi người cái nhà là cái nhà những cái nhà phải nói rằng là đẹp nhất Hà Nội thành bắc cường ấy. Bắc cường xem qua xưa đấy ở đây đẹp nhất, có thể nói là đẹp nhất Hà Nội. Có phá không? Phá đấy, phá không sao chứ uống nước chứ. Vâng, à đấy nhất à, vâng mời tôi là đang thực hiện cái chưa mai là mời ông bà ăn cơm với con nhá, cái ông bà cái nhà trên đấy mà phá đi cao với cụm là 4 tầng 6 tầng có cái việc là nhà 6 tầng cái dù là nếu các cụ mà có sức khỏe đến cái tuổi này là quý lắm đâu. Cháu ở bên vâng cũng nên như thế. Có thì lần trận của con may bộ quần áo đỏ đủ tiêu chuẩn, mặc quần áo đỏ rồi thì bảo thế thì tôi đi mua ngay. Đấy, hôm sau cụ Yến là ngoài 80, ngoài 80 tôi được thọ, thế là đi mua luôn mặc quần áo đỏ. Nhưng mà được cái khỏe nếu mà gia đình không nhiều tuổi mà gia đình tôi lại. Ông nói ông ấy đi xuống đình, ông ấy đang đi đến giữa đường, ông bảo thôi quay lại là vì các cụ đi cả rồi. Chắc là tôi ông cụ Yến cả. Thế tôi bảo thôi cụ cứ đi với cháu. Với cái cháu đeo cái mùi thế thì đợi tôi để tôi mặc quần áo này đi không đợi thế mặc thì ở dưới có cụ là bao nhiêu nhất quần áo đó
Không làm cho da bạn bị khô như các loại xà bông khác.